20 đường Yên Trung, khu phố 5 của thị trấn Đức Thọ. Thì đây là gần chợ của huyện Đức Thọ, của tỉnh Hà Tĩnh. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái đặc sản gia truyền, kẹo cu đơ của cụ Thanh Toàn. Rất thơm ngon, rất là chất lượng và hợp vệ sinh, nổi tiếng đã 30 năm tại khu vực này rồi. Đây là cụ Toàn đang làm với lại anh con rể. Rất là nhiều cu đơ đã làm để sẵn rồi. Đây là kẹo cu đơ đã được cụ Toàn sắp lên ngay ngắn để cho mà khô cứng nè. Đó. Đây là những cái bánh cu đơ, kẹo cu đơ vừa rồi mà Toàn mới đổ xong, còn đang ướt cái mạch nha với lại cái đường ở đầu phòng dừa thì được soạn ra cái khay này để cho khô, có thể bỏ bì. Đây là những cái bánh tráng được nướng lên rồi và được cắt tròn nhỏ, khi mà đậu phộng và đường được hỗn hợp được để lên thì sẽ chồng lên và làm thành một cái kẹo cu đơ. Đây, đây là bánh tráng nhà mình cũng làm luôn phải không chị? Nhà em nhập. Dạ. Thôi khỏi làm em ơi, công việc bền quá. Cụ Toàn làm kẹo cu đơ này được bao lâu rồi cụ Toàn? 30 năm đây. Được 30 năm rồi ạ. Đây là những cái kẹo cu đơ của Toàn làm mới xong đây. Bạn có thể thấy thì đây là hôm nay nhà cúp điện nên phải dùng hỗ trợ của đèn. Đây, bạn có thể thấy là hỗn hợp đường và đậu chưa khô nữa, hỗn hợp giữa đậu nguyên chất của đất Đức Thọ Hà Tĩnh và đường nguyên chất cùng cái bánh tráng này là của người dân ở đây làm luôn. Thì cụ Toàn làm thêm theo một công thức riêng đã nổi tiếng 30 năm rồi. Đây là mẻ cu đơ nhỏ, rất là vừa ăn. Thì bên cạnh mẻ cu đơ nhỏ sẽ là mẻ cu đơ lớn, to hơn một tí. Đây, của cụ Toàn là đang bê một cái mẻ gọi là hỗn hợp đường và lạc nguyên chất của người con đất Hà Tĩnh đang làm, đang khuấy đều lên. Đây là một cái công thức làm bánh cu đơ gia truyền của nhà cụ Thanh Toàn, rất nổi tiếng ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh và đã được 30 năm rồi. Anh tên gì ạ? Nam. Anh Nam, phụ cụ Toàn làm được bao lâu rồi ạ? 5 năm. Dạ. Mỗi lần mình làm cái hỗn hợp đây thì tốn bao lâu anh? Khoảng 40 phút. Dạ. Vậy là đều rồi đó hả anh? Dạ. Cụ Toàn hồi trước giờ là cụ làm hồi ngày xưa mà con còn nhỏ thì cụ Toàn làm một mình chứ? Ta làm một mình, người chồng. Chồng nữa ạ? Là ông mất rồi ạ? Ông mất. Bà làm như thế này thì bà bỏ sỉ ở chợ hay là ở cửa hàng? Bà ở nhà đây thôi, nọ sỉ. Là người ta biết tiếng là người ta tới nhà người ta mua? Ở đây người ta để người ta mua. Dạ dạ. Chứ bà cũng có sỉ. Dạ. Ăn lương nhiều hơn bà. Dạ. Bà nói chung là vừa bán rẻ mà vừa ngon nên là người ta thích, người ta tới nhà tìm mua. Chứ bà nào bà thì giải cả. Dạ. Đây cụ Toàn. Cụ Toàn năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 37. Dạ. Chụp bà đi. Rồi nè, chụp nè. Đây, cụ Toàn sẽ lấy một cái bánh tráng mỏng và đổ lên cái hỗn hợp đậu và đường này. Rồi. Đó. Đây. Chụp bà luôn. Đổ lên một cái. Đó. Rồi vừa đủ. Cụ sẽ lấy một cái bánh tráng và ập lên và để ra bên phía này cho khô. Bánh 5.000. Bánh này 5.000, bánh to là bao nhiêu tiền rồi? 10.000. Dạ. Loại to nhất 15.000. Dạ. 3 loại. Là có 3 loại, 5.000, 10.000 và 15.000 một bì ạ. Rồi, loại 5.000 này. Dạ. Rồi 5.000 này. Dạ. Có như là trước tiên là ta làm cái củ đậu đặc sản này là lạc là phải cho chuẩn. Dạ. Mặt cho ngon. Lạc cho lạc là phải củ lạc là vừa to vừa chuẩn. Lạc cho đều. Đều hạt. À chứ hột nhỏ hột to không được. Dạ. Mà mặt ta là đẹp. Mật ạ. Mặt ta đẹp. Mật là phải là đẹp và chất lượng ạ. À. Bánh tráng quạt cho vàng. Bánh tráng là phải cho vàng. À chứ đừng để sống. Dạ không được sống. Đừng để cháy. Không được cháy. À nấu kỹ thuật cho đẹp. Nấu có kỹ thuật. Dạ. Nếu ra thì cũng cần mà nấu nón gì thì tuyệt. Dạ dạ rồi. Kỹ thuật đã phải cho ngon. Dạ 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 dạ. Đã hoàn chỉnh thôi các chị mà. Dạ. Đây, hàng ngày cụ Toàn sẽ làm những cái mẻ cu đơ này và chờ những khách quen, những người là ở xa về nghe tiếng của cái món kẹo cu đơ nổi tiếng của nhà cụ Toàn là sẽ tới đây mua. Bình thường thì cụ sẽ làm và có con trai và con gái phụ cụ nữa. Ngày xưa là có ông ở nhà nhưng mà ông đã mất rồi. Ông mất rồi. Rồi nha. Có chút bánh tráng còn đây. Đây là anh nhân viên bánh tráng tới vào bánh tráng những cái loại bánh tráng gia truyền của cái lọ kẹo cu đơ nha cụ Toàn. Cụ sẽ đặt lâu năm rồi. Bánh tráng mè rất là to. Đây là những cái bánh tráng nhà cụ Toàn để làm kẹo cu đơ. Đều đủ được như thế ba đủ được cái đèn. Mỗi lần mình nấu cái này thì cái hỗn hợp mà mật với lại đậu thì bao nhiêu lâu cụ Toàn hả? Tại nữa. Dạ. Tuy đó. Một cái nồi để mình nấu trong khoảng bao lâu ạ? Nửa tiếng. Dạ. Nửa tiếng hoặc là 30 phút. Dạ. Cái nắm giữa cái bánh cắt đó cho chúng coi. Đây là những cái loại bánh tráng dùng để làm cho cái kẹo cu đơ 15.000 một kẹp đây. Đây, hồi nãy kia là chị con gái của cụ Toàn đang sắp xếp những cái kẹo cu đơ đã làm rồi, là loại này là 10.000 và cái loại mình thấy nhỏ trước mặt mình đây là 5.000 và cụ Toàn và anh con rể cũng đang làm loại 5.000, loại nhỏ nhất. Ở đây có 3 chủng loại. Một ngày mình làm bao nhiêu mẻ thế này của toàn cái à? À là dạ 1000 cái. Là một ngày tính ra mình làm mấy nồi mật như thế này ạ? 10 nồi. Một ngày nào cũng vậy? Ôi nhiều. Ô, đấy. Còn ngày á. Dạ. Còn ngày 5 nồi, còn ngày thì không có. Dạ dạ. Còn ngày 10 nồi. Là tùy theo lượng khách đặt. À, trung bình ngày 5 nồi. Dạ dạ. Một ngày cụ Toàn nói là cụ Toàn nếu mà đông thì cụ sẽ làm 10 nồi. 10 nồi thì khoảng 1000 cái kẹo cu đơ. Còn bình thường thì cụ sẽ làm khoảng 5 nồi. Nó khoảng 500 cái kẹo cu đơ. Chúng ta có thể thấy trong vòng khoảng 20 phút thôi, cụ Toàn và con của cụ đã làm ra một lượng rất là nhiều kẹo cu đơ đây. Kẹo cu đơ đang rất là tan chảy và chờ khô. Thấy bánh tráng đã vơi và nồi mật cũng sắp hết. Hồi nãy là một nồi mật rất là đầy. Đầy luôn luôn. Làm cái bánh, cái kẹo cu đơ này đã được bao nhiêu năm rồi ạ? Bà làm được 30 năm rồi. Bà làm... Trước là vợ chồng làm. Dạ. Như ông Mạch là bà làm với con. Dạ. Con dạy. Nhưng mà hồi trước là từ thời con gái là ai bày cho hoặc là ai dạy cụ Toàn làm? À, tự nhiên bà đi tìm tòi bà làm. Bà có bỏ hàng ở đâu không mà sao nhìn? À, bà chỉ bán lẻ thôi, đến nhà mua thôi, bà cũng bán lẻ. Dạ, không quảng cáo. Là mà của mình là ngon với lại nổi tiếng là người ta tới nhà mua thôi. À, chứ còn không có bỏ sỉ đâu hết. Không bỏ sỉ. Dạ. đây ăn nó dẻo và nó mềm, chỗ khác ăn nó cứng. Dạ. Thích nhưng mà cái để cho các để nó dẻo nó mềm nó ăn nó ngon. Dạ. Em thấy anh mua là 5 tới 7 gói luôn, nhưng mà mình về mình ăn hay là mình biếu cho? Mình mua xong thì ngày mai đi công tác ở Yên Bảy. Dạ. Lên để làm quà. Thì tới chợ Hà Tĩnh chúng ta cứ hỏi cái lò đặc sản kẹo cu đơ của cụ Thanh Toàn gần chợ huyện Đức Thọ thì người dân ở đây sẽ chỉ cho các bạn. Đất nắng gió rất là cực khổ thì nổi tiếng về con sông La, con sông rất là lớn. Đất Hà Tĩnh thì còn nổi tiếng bởi kẹo cu đơ nữa.